Đây là lô đất 14,5 hecta cho thuê xen canh cao su. Trong đó 50% cây sầu riêng Dona và 50% cây Moussaking. Hiện tại hệ thống tưới tiêu, nhà vườn, tất cả mọi thứ đầy đủ. Bên kia là nhà, còn ở công nhân này. Điện nước ở đây đầy đủ hết rồi, không thiếu thứ gì. Cây sầu riêng cũng vậy. Đất tại xã Đà Răng, huyện Cư Mga, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích 14,5 hecta. Mọi nhu cầu anh chị liên hệ với em qua số điện thoại. Cảm ơn các khách.